Thưa quý vị, sáng nay tại kỳ họp thứ 21, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 đã biểu quyết miễn nhiệm ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và ông Phan Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ông Lê Chí Thanh, quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, tháng 11 năm 2019, ông Lê Chí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó tái đắc cử chức vụ này ở nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, tại kỳ họp thứ 33, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu rõ các vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước, chống dịch, quản lý sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế ACI thực hiện. Tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông Thanh. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với ông Phan Việt Cường, người đã có đơn xin nghỉ hưu vì sức khỏe từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Kính thưa quý vị, Cục Thú y Việt Nam và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO đã kêu gọi cộng đồng cần cảnh giác với khả năng lây nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao HPAI khi phát hiện chủng virus AH5N1 tái tổ hợp trên gà và ngan thông qua giám sát chủ động tại Việt Nam. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương huy động nguồn lực, sự tham gia của các sở ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội để bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện các hoạt động phòng chống dịch nhằm đảm bảo sức khỏe nhân dân, bảo vệ đàn vật nuôi, bảo đảm nguồn cung cấp thức ăn gia cầm an toàn, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu và sản phẩm gia cầm. Án mạng xảy ra chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Sáng ngày 7 tháng 4, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bắt khẩn cấp Phạm Hoàng Long, 24 tuổi, trú quận Hải Châu. Long nghi phạm chính của vụ ẩu đả xô xát khi ăn nhậu làm một nam thanh niên tử vong trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối ngày 6 tháng 4, Phạm Hoàng Long và nạn nhân 25 tuổi, tạm trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cùng với 3 thanh niên khác đến ăn nhậu tại quán ở trên đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu. Trong lúc ăn nhậu, giữa Long và nạn nhân xảy ra cự cãi xô xát. Lúc này, Long đập vỡ chai bia rồi đâm vào vùng cổ của nạn nhân, làm nạn nhân mất nhiều máu, tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Phạm Hoàng Long đến trình diện cơ quan công an. Được biết, Phạm Hoàng Long hiện là nhân viên công nghệ thông tin, chưa có tiền án tiền sự. Hung thủ và nạn nhân là bạn học với nhau, vì mâu thuẫn nhất thời tại bàn nhậu nên xảy ra sự việc đáng tiếc. Hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi phải sử dụng nệm hơi, xe cầu để giải cứu người đàn ông có ý định nhảy lầu nghi do ngáo đá. Khoảng 20 giờ 20 phút tối ngày 6 tháng 4 tại đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, người dân bất ngờ thấy người đàn ông leo lên tầng 3 của một ngôi nhà và có ý định nhảy xuống. Người dân nghi ngờ người này bị ngáo đá nên gọi công an. Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh sát cơ động, công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường để hỗ trợ đưa người đàn ông xuống. Tại đây, lực lượng công an đã dùng nệm hơi trải sẵn bên dưới để giảm chấn thương, đề phòng người đàn ông nhảy xuống. Lực lượng cứu hộ dùng xe cẩu để tiếp cận và đưa người đàn ông xuống. Sau nửa giờ đồng hồ, lực lượng công an đã tiếp cận và giải cứu người đàn ông an toàn. Thưa quý vị, tuyến đê Bá Hanh chắn sông Cà Lồ đoạn qua xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có ý nghĩa quan trọng đảm bảo sản xuất nông nghiệp cũng như phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên, thời gian qua trên tuyến đê này, nhiều vết nứt kéo dài xuất hiện dọc thân đê, thậm chí có đoạn kéo dài cả 100 mét, chia tách mặt đê khiến cho người dân và chính quyền địa phương vô cùng lo lắng. Đây là một điểm lún nứt xuất hiện tại mặt đường đê Bá Hanh trên địa bàn xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh ở Vĩnh Phúc. Như vị trí nơi tôi có mặt, bề ngang của vết nứt thì đã mở rộng sang hai bên từ 4 đến 5cm và ăn sâu xuống phía chân đê. Người dân nơi đây thì đang vô cùng hoang mang và lo lắng bởi lẽ mùa mưa bão đang đến gần. Và nếu những vị trí lún nứt này không sớm được xử lý thì có thể gây ra sự mất an toàn của chân đê và ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh khu vực này. Ông Nguyễn Văn Liệu và nhiều người dân thôn Đức Cung, xã Cao Minh vô cùng hoang mang và lo lắng khi những vết nứt trên mặt đê đã ngày càng mở rộng. Theo ông Liệu, những vết nứt bắt đầu xuất hiện từ thời điểm tháng 8 năm 2023. Ban đầu chỉ là những vệt rất nhỏ,
Tuy nhiên vài tháng sau, các vết nứt ở giữa mặt đường D ngày càng kéo dài, chia tách mặt D thành hai phần. Tháng 4 sạt nứt của nó rất lớn, có những chỗ tới 4-5 phân rồi. Thì nếu như không xử lý kịp thời là nó sẽ gây những hậu quả rất đáng tiếc. Cái lượng mưa khi mà nó lớn là nó sẽ vào những cái vết nứt này là nó sẽ bị sạt, cộng với nước sông nó sẽ lên, là đôi bên nó sẽ tác động vào, nó sẽ sạt và là rất nguy hiểm cho người dân. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Cao Minh, vào năm 2014, đê Bá Hành đã được các cơ quan chức năng tiến hành khoan nhồi xử lý diệt mối. Mặt đê đã được bê tông hóa và trải nhựa áp phan. Đến năm 2022, trên thân đê cũng từng xuất hiện hai mạch sủi có đường kính khoảng 15 cm, với tốc độ đùn sủi nước từ 15 đến 20 mét khối một giờ. Nhiều người dân lo ngại có thể việc mở rộng, cải tạo sông Cà Lồ cách đây không lâu đã gây ra hiện tượng sụt lún đê lần này. Con sông này trước nó hẹp, bây giờ coi là mở rộng ra là gấp đôi rồi. Và nhất cái thứ hai là độ sâu thì coi là trước nó cũng đông thôi, thì bây giờ coi là mở mức độ như này nó cũng quá sâu, cũng gấp đôi như là trước. Và thứ ba là coi là trước kia là con cái chân đê thì nó là tương đối là rộng, thế bây giờ coi là lấn vào chân đê thì cũng quá chiều rồi. Đến giờ phút này thì là cái đê này có hiện tượng nứt nở, là cũng có khả nghi là về cái con sông này là nạo vét. Từ tháng 7 năm ngoái cho đến nay thì là thấy hiện tượng là càng ngày càng bị lún nứt. Thế thì cái này thì thực chất ra là đây là quá trình là do hiện tượng là lún nứt đê này là do cái tầng đất ở bên dưới là bị xốp. Hiện tại tuyến đê Cà Lồ Nam Viêm đang có 6 đoạn xảy ra nứt mặt. Trong đó địa phận thuộc xã Cao Minh có 4 đoạn và địa phận thuộc phường Nam Viêm có 2 đoạn. Tổng chiều dài các đoạn bị nứt khoảng gần 800 mét. Qua khảo sát thực tế, các cơ quan liên quan đều đánh giá vết nứt trên mặt đê rất nghiêm trọng, cần sửa chữa khẩn cấp trước mùa mưa lũ sắp đến. Có những cái vết nứt thì khoảng từ 1 đến 2 cm và có những vết thì khoảng 6 đến 7 cm. Thì đầu tháng 3 chúng tôi đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Bây giờ cũng đã vào đầu mùa mưa lũ rồi. Nếu mà chúng ta không xử lý được thì cũng có cái nguy cơ là xảy ra vỡ đê, bởi vì cái mực nước ở cái sông này, có vẻ là sông Ba Hành này có vẻ là cũng rất là lớn. Liên quan đến sự cố này, Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên đã đi kiểm tra thực địa tại hiện trường, đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn của thành phố khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Sự việc đã được báo cáo lên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để có hướng xử lý. Hàng ngày thì chúng tôi có một cán bộ quản lý đê nhân dân, thế cũng gọi là thường xuyên tuần tra, đặc biệt là đối với những cái khu vực mà đã xảy ra lún nứt và các cái hiện tượng khác. Nếu có hiện tượng mưa xuống là chúng tôi có phải thường xuyên có mặt tại hiện trường, cán bộ của chúng tôi có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, để có một là có cái phương án báo cáo các cái cơ quan chuyên môn để có phương án xử lý kịp thời. Trong lúc chờ đợi đánh giá cụ thể về nguyên nhân dẫn đến sụt lún đê, giải pháp khắc phục sự cố nghiêm trọng trên, những tấm biển cảnh báo nguy hiểm như thế này đã được dựng tạm lên gần khu dân cư. Tuy nhiên điều này là chưa đủ để đảm bảo an toàn cho tuyến đê và hàng trăm hộ dân xung quanh khi các vết nứt ngày càng mở rộng. Còn mùa mưa lũ thì đang đến gần.